Hi, chào cả nhà. Hôm nay gia đình Phúc và bếp thực hiện một món ăn chay cực kỳ ngon và hấp dẫn. Đây là món tàu hũ kìa nước dừa. Đây là một món mới nha cả nhà, rất là dễ thực hiện và ăn cực kỳ ngon. Cái tàu hũ của mình ăn nó mềm, nó thơm, nó béo và nó đậm đà, rất là ngon luôn. Các bạn ăn sẽ không bị ngán nhé. Ở đây thì mình có sử dụng là 500g cái phần tàu hũ trắng á. Mình thích dùng tàu hũ trắng hơn vì tí nữa mình chiên nó sẽ ngon hơn. Và hành, ở đây mình có hành củ này và một ít cuống hành lá, ớt. Gia vị thì mình có hạt nêm, đường, tương ớt và nước tương. Kèm theo đó thì mình có sử dụng thêm một trái dừa tươi nữa nhé, để mình sử dụng nước. Cái phần tàu hũ á, thì các bạn cắt ra thành những cái miếng dài nè. Và nó dày như vậy nha cả nhà, tại vì món khìa nước dừa các bạn là cắt nó dày dày một tí và dài một tí, các bạn khìa nó sẽ ngon hơn. Phần hành thì mình sẽ cắt nhỏ nó ra, sau đó mình bằm nhuyễn. Tàu hũ các bạn, nếu các bạn không thích sử dụng tàu hũ trắng, các bạn có thể mua tàu hũ người ta đã chiên rồi ha. Về mình chỉ cần cắt nó ra làm đôi thôi cũng được. Ớt thì các bạn ăn cay nhiều thì mình cho nhiều nhé, còn mình ăn ít thì mình sẽ sắc vào đó ít thôi. Sau khi sắc xong, bây giờ mình sẽ đi làm cái phần nước sốt ướp gia vị. Mình sẽ sử dụng ở đây là một thìa hạt nêm cờ lo, 2 thìa nhỏ đường, 1/2 thìa tiêu. Các bạn cho một ít tiêu vào cho nó thơm nhé. Và 1 thìa tương ớt. Mình ăn cay kém lắm nên mình cho cái lượng cay nó ít ít thôi. Các bạn ăn nhiều thì các bạn có thể cho cái phần tương ớt nó nhiều hơn ha. Và 3 thìa phần nước tương. Bây giờ mình sẽ đánh cho nó tan lên. Như vậy là được nha cả nhà. Cuối cùng thì mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo dầu. Mình đợi cho dầu nóng á, mình sẽ đi chiên cái phần tàu hũ. Mình chiên sao cho nó vàng đều hai mặt là được nha cả nhà. Ở đây tại vì mình sử dụng tàu hũ trắng á, nên mình dùng cái lượng dầu rất là nhiều, cho nó vàng đều luôn. Tàu hũ của mình nó vàng đều lên là được nha. Nhìn nó vàng ngon quá cả nhà. Như vậy là được nè. Bây giờ mình sẽ vớt ra và mình đi chắt cái phần dầu đi ha. Mình sẽ đi khìa nước dừa. Mình đã chắt bỏ cái phần dầu ở trong chảo rồi đó cả nhà.
Còn bây giờ mình sẽ đi khìa nè. Thì mình sẽ sử dụng ở đây là 2 thìa dầu màu điều. Mình sử dụng dầu màu điều á, cho nó cái màu của nó tí nó được đẹp hơn á. Còn nếu như các bạn không có thì các bạn khỏi cần ha. Các bạn là cho 2 thìa dầu ăn là được. Dầu nóng rồi mình sẽ cho cái phần hành và phần ớt lúc nãy mình băm vào. Mình phi cho nó thơm nhé. Lúc này nó đã thơm rồi đó cả nhà. Nó thơm và nó xanh lại. Giờ mình sẽ cho thêm cái phần nước sốt vào. Cái phần nước sốt lúc nãy mình đã pha đó, mình cho vào luôn. Bây giờ nó đã có cái độ sệt này. Sau đó mình sẽ cho đậu hũ vào. Mình cho nửa nhỏ thôi. Để mình rim cái đậu hũ một lúc nhé. Các bạn chỉ cần rim sơ thôi. Mình rim sơ, mình đảo đều nó lên là được nha cả nhà. Nhìn ngon quá luôn. Sau khi mình rim được một lúc rồi đó, mình chỉ cần rim khoảng gần 2 phút thôi là được rồi đó, không cần rim kỹ nha. Sau đó mình sẽ cho cái phần nước dừa vào. Ở đây mình sẽ sử dụng là 200ml nước dừa tươi ha, tương đương với là một trái nước dừa đó. Mình cho cái phần nước dừa vào, sau đó mình đun sôi và mình cho nhỏ nữa. Đây là các bạn, lúc này cái này mình đang khìa này. Nước dừa của mình nó vừa mới sôi á. Mình cho nó nhỏ lửa thôi. Và khi khìa thì các bạn lâu lâu mình lật cái mặt đậu hũ lại ha. Cho nó để được thấm đều á. Các bạn khìa với cái lửa nhỏ thôi nhé. Khìa đến khi cái phần nước của mình nó cạn, nó sệt đi là được. Này mình khìa là khoảng phải thêm 20 phút nữa đó thì cái phần nước của mình nó mới cạn nữa. Nhìn rất là thơm luôn. Lúc này thì cái phần nước dừa của mình nó đã cạn và sệt lại rồi cả nhà. Mình đã tắt bếp và mình múc ra dĩa nè. Các bạn thấy không? Nhìn cái miếng đậu của mình rất là mềm. Nhìn rất là ngon luôn. Và cái độ sệt của cái nước dừa á, nó còn một ít lại á. Nó rất là thơm và nó sánh. Rất là đậm đà và ngon ha. Mình sẽ dùng thử cho các bạn coi cái cảm nhận của mình về cái miếng tàu hũ này nhé. Đây nè các bạn, nhìn rất là ngon. Để mình ăn thử coi nó như thế nào nhé. Khi mình cắn cái miếng đậu á cả nhà, mình thấy nó mềm và bên trong của nó ăn nó béo, nó thơm, bên ngoài nó đậm đà nữa. Nào các bạn nhìn nè, cực kỳ ngon và hấp dẫn. Ăn ngon và không bị ngán. Các bạn hãy làm cho gia đình mình cùng ăn nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy ấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ Gia Đình Food nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.